qua Buen gọi điện về bảo là Buen thích lên cùng em ở trên này. Xin chào quý các bác, anh chị và tất cả mọi người. Quay trở lại với Tam Giác Mạch. Tại em mình đang ở trên nhà của em Say để cập nhật tiến độ và chắt nhà cũng gần xong rồi mọi người nhé. Hôm nay chỉ chắt mỗi phần bên đằng sau với phần này thôi. Bên này xong rồi à Say? À, bên đằng sau này là xong rồi các bác nhé. Đây, đang dọn dẹp quá. Dùng dùng ấy nha, chú bạn sửa nha. Đẹp á. Đây. Một buổi hôm nay nữa là xong rồi. Ngày mai là bắt đầu lắng nền là ốp lát được rồi ấy nhỉ. Bắt đầu lát gạch. Xuống dưới dọn kia, dọn đi bên kia ấy. Bên này là khó không? Chưa xong mà. Góc tre này mát nè chú bạn sử nha. Ôi giời, đây là không trời nắng luôn. Chắc là phải chặt mỗi bên này đi thôi. Không để chặt, mình chặt mỗi bên này đi cho nó thoáng bên này thôi. Còn khóm bên này mình vẫn để. Say cười gì ấy? Làm hỏng nước kia à? Đây nha, đã đổ đất vào rồi. Đây là đầm chắc rồi, cái nền này ấy. Say là hôm qua phải tưới nước vào đây để đầm chỗ này nha mọi người. Bạn bếp xịn nữa. Bạn đổ bạn này đầy nhá không? Biết không? Ăn chậu thì nó mà biết không? Không mày. Chậu bạn bếp á? Nữa. Phi à? Khéo biết không? Mít tao nữa. Thì mít tao. Nó sốc vậy. Chết nhìn quá đinh bạn này. Đi đồ. Hát được vội hiểu. Mình tao nghe nó bị đồ bố trí em lời. Thì cái mày làm phải không? Bố trí mình bố trí cửa gì? Chứ lên làm á. Thì cái mày làm phải không? Quá mừng cả chồng cái này. Thì cái em mừng phải à? Phiền lắm. Đi coi. Chết phủ phải năng đi mà. Chưa sóng lắm. Cứ mèo lê. Ăn chậu bạn bèo con mừng chứ mà. Chết, ông mà đây sẽ đi, để đi bắn không? Mình lại ông lờ tẩu nữa. Đâu là lờ, ông mà lờ. Bên đằng sau này hơi nắng một tí. Mát mát, trời mát. Ngày nắng. Đây cho em bên này. Còn không mặc xịt nữa. Thằng sò khóc. Nào mày nhạt này phải tẩn xịt này cái này. Bố mày tẻn này mới đẩy ý nó. Đây thì bên này đi à. Cao lắm. Cái ống khói nha các bác nhé. Bên kia là cái cửa để
ra bên này, lấy củi vào trong bếp kia. Ui giời. Nước có về không say? Sáng nay về rồi à? Sáng về cái gì? Trên kia hết nước rồi. Hết rồi. Chú con tiếc của chú chắc không có đâu. Không có đâu. Ừ. Không quên đi đi ngủ. Mai sáng ăn 3 giờ. Xây đun cái nước này vàng vàng ấy. Chè à? Đấy, đun cái lẩu. Lẩu ấy. Nóng quá nhỉ. Cái này nó lên trên này rồi. Đi băng áo đây. Mày mắc vào chỗ này bây giờ. Chắc chỗ này nữa là xong rồi. Mà mò một đây quá đi. Mà mò chỉ một đỉnh phù cho không giờ cái được không giờ mình mua. Ôi chỗ này khá là mát luôn. Ngồi nghỉ uống nước à, sang ngồi gốc tre bên này. Có một số chỉ có nhớ tỏ tây cho lai du muốn nò mua tỏ tây cọc. Rồi. Hôm qua Buen gọi điện về bảo là Buen thích lên cùng em ở trên này. Là muốn lên ở cùng em á? Vâng. Trước là không gọi điện về nhỉ? Bây giờ lại gọi điện về tiếp à? Vâng. À. Là lấy số khác à, không phải số số cũ gì. Số cũ trước gọi đi có được không? Số cũ không được. Lấy số khác về, sẽ là mượn số khác à? Mượn cái điện thoại của họ gọi về. Bây giờ có gọi cho bố lên bố cho bố ở không? Không. Không giúp gì được. Trước thì bảo cho 4 triệu để xây cái này. Cái móng nhà. Móng nhà này mà không thấy đâu, cũng chả thấy nghìn nào nhỉ. Vẫn đợt về thì về mỗi một tí nhá, toàn về trong đêm nhưng mà sáng là đi rồi. Bây giờ chắc cũng không có tiền đâu, đang đi chơi hết rồi. Không có tiền, không có tiền mới bảo là về. Không được, thế này là không được, không cho về đâu mà. Giờ đi làm gì có biết không? Bố ơi. Không biết. Trước là bảo đi làm công ty nhỉ, đúng không? Trước thì bảo đi làm công ty. Ở Thái Nguyên hay ở đâu nhỉ? Bắc Quang hay ở Thái Nguyên nhỉ? Bắc Quang. Bắc Quang là công ty nhỉ? Công ty làm ván ép hay làm gì? Làm thế. Ừ. Đúng rồi. Thì đi làm đưa tiền am thì không làm rồi. Lại đi tiết hết, mới về làm tiết. Ví dụ là làm một tháng này xong rồi đủ tiền, được lương một phát là đi chơi hết, xong lại tiết lại về làm. Thì lương được ở trên này thì chắc cũng được 7-8 triệu thôi. Chắc sợ anh nghĩ không được. Biết bố lấy vợ mới chưa? Chưa. Không biết à? Chưa biết. Trước lên là lấy vợ hay sao đấy, anh hỏi thôi. Thế bảo lấy vợ rồi, có một đứa con rồi hay sao đấy. Đúng không? Có đứa con gái bảo thế. Có đứa con gái á? Không biết được nữa. Trước con bảo lên lê đón em với chúa đi nhỉ? Tốt nhất là không đi đâu nhỉ? Bây giờ mình có nhà đẹp ở đây, trên này đi làm gì? Đúng không? Vâng. Giờ là xem là ngày mai nữa là xong rồi. Chát mỗi bên này nữa, xong rồi bắn mái, xong rồi lát nền, xong rồi sơn phát là xong rồi. Bắn cửa nữa. Mấy ngày nữa có nhà mới ở thôi. Tội gì phải xuống dưới kia nhà, đúng không? Xuống dưới kia chả biết bố có nhà không hay là ở nhà họ. Ở dưới kia chắc không có nhà đâu nhỉ, đi thuê phòng trọ thôi. Không có. Nhưng mà lấy vợ mới chắc đi theo vợ mới ở đâu thôi.
Vợ mới có nhà đấy. Có nhà? Ở gì à? Bố con này lươn lẹo lắm. Mình. Ừ. Không thể tin được. Không biết được. Chắc là đợt trước là gần 2 tháng rồi không về rồi nhỉ? Từ đợt đấy là gần 2 tháng rồi đấy. Từ đợt làm nhà anh Vân là vẫn về một lần. Đi cái xe cúp đỏ chấm chấm hoa hoa. Có 2 con rồng nữa. Ngủ như trẻ con thật. Sao mà nói chuyện này mắt cứ đảo bên kia đảo bên này là anh không tin rồi. Sợ bố rồi. Giờ ví dụ lên đây trước có lên đây xem đất một lần đúng không? Vâng, xem luôn. Cùng em lên đây xem đất đúng không? Vâng. Thì lên có hỏi ai không? Hay là lên chỉ đi xem một phát xong đi luôn? Đi xem một phát đi bên ông kia một tí thì về đi luôn. Ừ. Thế... giỏi nhỉ. Không biết bố định làm gì. Gọi điện về chỉ muốn là bảo con xuống dưới đấy mà xuống đấy làm gì? Có chỗ nằm ở đi lang thang à? Tí là chát xong là dọn dẹp chỗ đường nghe sạch một tí, trong nhà mới dọn hết, xong đầm cái nền trong nhà đi. Mai mình còn lắng nền đấy, lát gạch mới chắc được. Xong sợ nó lún. Ừ. Cái nền này trước mình xò đá vào rồi nên nó sợ ở trong nhà đấy, cả đá lấn cả đất nữa, tưới nước mà nên là không sợ nó lún đâu. Không sợ. Ừ. Chỗ này chắc cũng phải phát đi một tí đấy nhỉ, chỗ này thích thì em phát đi một tí, xong cái khóm tre này vẫn để cho mình ngồi chỗ này mát đấy. Mai làm cái bàn uống nước ở đây này, đây là cái bể nước rồi. Sửa nước cho vào đây thì dùng thoải mái, mỗi mình em với chúa thì chả dùng hết bao nhiêu đúng không? Vâng. Ừ. Là nhà chồng lấy vợ ấy. Sao lấy vợ sớm đấy chú? Lấy vợ đấy chứ hai giờ. Say bây giờ phải đi học đi, đi học hết đi, xong lấy vợ sớm làm gì? Mùa hai năm là có cò. Ừ, ở trên này lấy vợ sớm chú nhỉ? 14 tuổi đi lấy vợ rồi. 15, 16. Vâng. Cũng chỉ có một cô thôi. Vâng. Như chú cháu thì phải 18, 19 mới lấy. Có khi hai mấy còn chưa lấy đấy. Rồi, tiếp tục công việc thôi. Họ chuẩn bị nấu cơm. Nhà cho. Dơ rồi. Rồi, phải đẹp chứ, cháu làm gì? Làm cho đẹp thì làm cho cháu thì làm cái gì? Đây, cái bếp lò chát sắp xong rồi. Ba ngày nữa là rút quân. Quay lắng lên nữa rồi. Ai bạn hôn mi tật thì. Ừ, nhà mình à, cắt thép thì ơi. Ừ. Lào con bắt chủ đến chủ lào ghép mái lắp lô để chó xong sách qua trong nhà về lấy cái xe rùa chở nó dễ. Chỗ này này mai chăn gà nuôi vịt ở đây được nhỉ. Chuồng bò làm chuồng bò không được đâu, chỗ này chỗ là hẹp quá, làm góc này thì được. Đi lâu quá đấy. Tua, tỏ thế
luôn. Hết hết thì lấy. Sắp đủ. Tao mà giờ tao cần chặt beng hay có không nó. Beng sao beng nó đậy. Kéo cái cây lên chú. Kéo cái cây lên đến kỳ dài á. À. Này, phải là nó hồi phía mọi người. Okay. Sản tự nó tao. Cái này cho vào đấy. Cao hơn. Mẹ mày ơi, nó cao hơn nhiều. Cao hơn trong hồng quá nó chỉ đấy. Đập đường. Anh ơi, để bắt được. Cái này thôi. Cái kia thì lấy về làm cái nịt. Ô, củ còn cầm mùng ra. Nó lìa tao rồi, chị bỏ ra. Phải, có. Để bắt được. Một yêu nhỏ hầu. Có nhiều cái lắm mà, có 7-8 cái. Dòng hoa thuyền này. Nước thoải mái. Còn liên quan bằng lao toa tàu sư. Chắc trên kia đầy nó mới đẩy vào được. Nối thẳng nó về đâu. Giờ nó tiếp tục làm bên này nữa là xong rồi nhé. Đấy, ngu lắm, chịu bàn sơ lắm. Thank you.
Chắc xóng nhá. Chắc. À rồi. Cóc lắm mà lên. Bây giờ thì bữa tớ bắt dí rồi, mẹ cần thấy cóc mà. Nước nước này. Ui. Đạp tu. Thời tiết hiện tại rất là nắng nha các bác nha. Nắng đội nón vào đi. Bất chấp mọi loại thời tiết. Không bằng biết ở đây mà. Đây, các học hoài bên này rất là sâu. Sắp được nghỉ rồi đấy nhỉ, chúng bạn xử nhỉ. Sắp có tiền rồi đấy. Thì nghỉ thì vào. Làm còn làm. Làm còn kiếm được tiền nhỉ. Nhưng mà vẫn có tiền nhỉ. Nhưng mà không có đâu, nghỉ đi thôi rồi. Thích, thích tiền mà, có tiền. Ừ, nghỉ rồi chú về nhà lại chăn bò thôi nhỉ. Đấy, có bò thôi. Mấy con dê bây giờ chắc để mà. Con kia để cho chú. Ừ. Tháng chín sắp mười mấy con bây giờ mới sáu con. Đây ông ơi, lại đây xin kia. Chỗ này là để làm cửa bán hàng, phát là đây, đưa hàng đưa tiền vào đây luôn. Ừ. Ôi dồi ôi. Không có nước kia à? Không có. Nó lấy tiền đâu cho mua ấy. Hả? Cha này nước gì ấy? Có lạnh không? Đúng rồi, không có lạnh. Lạnh thì chỉ là 10.000. Ồ. Ừ. Muốn hết cho anh em thợ nhé. Nóng này phải uống lạnh cơ. Vậy, con gà một bao nào. Đi đủ nào. Con gà một bao nhất dưa. Không có cho trong tủ lạnh à? Không có. Ôi. Không có nước Fanta kìa. Không có, hết sạch à? Hết sạch. Nắng quá chắc là họ mua hết rồi. Lấy bán rồi đây đi. Cho bán. Sao anh cũng có thể chỉ bố nó nào sao đâu. Hả? Có thể ớt ý là chỉ được bố lên dân súp bóng đoạn đâu. Thế đảo này, thật sao không? Thật tám tất phải còn. Nhà tắm nhà vệ sinh rất là rộng luôn mọi người nhé. Bên này là thoải mái này.
Đấy, cái này mới lạnh chứ nhỉ. Nước kia không lạnh mấy. La xuân quét mua cho thợ. Người một cái. Đang cần đi đâu mà. Chú bạn thường nghỉ ăn kem ở góc kia nhá. Cứ la đi. Cần lên nào kiếm. Quay. Nó bêu quá. Này, là que. Mời kem nhá. Đây. Mời kem nữa, có bỏ thánh nữa. Kem nữa, thì cứ lắm. Ui, thì đang loan rồi mà. Okay. Nóng quá nha chú nha. Bởi thời tiết hiện tại là phải uống nước lạnh một tí. Nhưng mà sợ ốm. Chú ăn uống đấy. Chờ tối lại ho ấy. Kem kìa, đây. Đừng mua ngay một que thôi. Xách vào đây anh. Tí cái tan hết con rồi. Ôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chị dọn đẹp ba bảy đi mình vào một chỗ nữa. Lấy là tôi muốn sau tôi lấy thầm cái này nấu rau cá lẩu chua đó thay đấy. Ta có tôm ho nhưng mà hại quá. Mùa xanh mùa là nó ra. Ốt tổ khô. À, dạy yêu thế. Ốt bùng muốn rồi. Tụng thắp bó cưới đó. Ốt bùng mà. Đừng mà quả bao mà thắp bó cưới. Nói cho sẵn nha. Hả? Hàng liếm của hàng liếm. Bằng chí sao? Mình chín đợt nè. Thảo phẩm khó đề. Chỉ là mình chín đợt chắc đâu ở đây. Nói nha. Thảo phẩm chí. Bây giờ tụng không? Anh chị kiểu một hôm chị đến đây tập quần này. À rồi mình vô chính này. Hả? À rồi mình học chính này. Chứ ở tủ quần này đúng không? Quần thì không bạn. Nhưng thì thay thang đây đây mình. Bạn qua nghỉ ngơi ăn kem tí. Ủa, kem ốc quý. Cái nước kia không uống không? Là nó đã đại đâu rồi. Đại là như một tàu. Đại là như một tàu. Đây. Đây. Gần cuối chiều rồi mọi người nhé. Em sẽ cũng chát tiền xong. Cái mặt bên này nữa xong rồi các bác ạ. Tiền ở đây đã là xong hoàn thiện rồi. Ngày mai là bắt đầu lắng nền để lát gạch nha các bạn nhé. Cát này sáng qua một lần này chút này. Cát này chưa? Chưa. Ông cua luôn. Một cái này sáng này. Chỉ có xe của anh ra đây đây. Đâu đấy? Chết chưa có xe của anh. Đây là quả tiền hướng ra bụi tre nên là có thể ngồi đây uống nước luôn. Khô cũng là được. Không biết làm à? Biết làm không? Đẹp nhá. Rộng không? Ma đang ngủ phòng bên này nhỉ? Phòng bên này hay phòng bên kia? Bên này cho xuống à? Bên này quá, bên này. Ừ. Mai lấy vợ về cho nó ngủ bên này nhỉ? Đến lúc đấy xuống đi lấy chồng rồi nhá, đúng không? À. Con cho khứa về đấy. Đấy, gần hoàn thiện rồi đấy.
tầm là đến tối là xong rồi mọi người nhé. Chát mỗi phòng bên kia là cả lò gião là xong. Đây còn cái lò bếp nữa, chát xong rồi ăn được. Chát xong là nhìn rất đẹp nha. Đó. Bằng nhà anh Vân không? Hay khác nhà anh Vân một tí nhỉ? Này khác không, một tí. Không giống nhau và thiết kế khác rồi. Tối lấy tưới nước về bầm cái nền nhé, mai không được bán nền đấy. Lấy nước về tưới vào một chút. Ừ, không cần biết, ngày mai không cần biết làm. Ừ, còn biết sửa không biết rồi. Ngày mai lại khổ đi sửa nữa. Trước anh còn thiết kế một cái tiếc ở trên kia, không nước làm đâu. Từ đợt là xây móng lên rồi. Mai đi học về thì ngồi đây bán hàng thôi nhỉ. Bán kẹo ở đây. Đấy. Dung Di Dung, 9 giờ. Đây là làm cửa chắn này, cửa kéo cũng được. Để mình dễ bán hàng ở đây. Kéo đi kéo lại luôn. Bán là mì tôm, bim bim. Mua một cái tủ. Gần 4 giờ chiều rồi, nên là khá là mát luôn. Đây, tầm giờ này chát là hợp lý à. Xong là đón xúa lên đây nha. Bây giờ ở dưới kia đi cắt cỏ bò hay vẫn đi học? Vẫn cắt cỏ bò. Nhà hộ bác cắt cỏ bò. Hai con lợn chắc to hơn đấy nhỉ? To hơn. Không có, hai con lợn thì đã về trên bác này. Bác thì đã ăn một con rồi. Con kia là bị ốm chết thôi, không phải thịt đâu nhỉ? Mấy cái phòng này rất là rộng luôn nha các bác nhé. Đây. Đây, kê giường bên kia, nó để tủ ở đây là khá hợp lý. Tối lấy cái bạt cho cái xi kia vào nhá. Không sợ tối trời mưa. Nà nà lo đi hỏng hết đấy, đúng không? Mai chắc dùng luôn rồi. Mình kia để đảo đủ lắng nền này. Đi chặt phố nhá. Rót hay mà ộp mãi. Đó, lắp về cả lần quay tàu luôn rồi đó. Là có. Là có thì ní cái nón cái rổ. Chứ mà. Cuối chiều mình còn công việc khác. Kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong thực hiện tiếp theo của mình.
Dạ vâng, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của quý khán giả thì hiện tại bên cạnh sản phẩm mật ong hoa bạc hà cao nguyên đá và mật ong rừng tự nhiên thì Tam Giác Mạch có thêm một sản phẩm nữa, đó là quả dứa rừng khô. Đấy, có tác dụng là chữa sỏi thận này, viêm gan này, xơ gan này, men gan cao này, chức năng gan và thận kém. Ngoài ra thì sản phẩm chè do chính nhà chị gái Tam Giác Mạch sản xuất cũng có cung cấp cho cô anh chị và tất cả mọi người. Ngoài ra sản phẩm chuối hột rừng là một cái sản phẩm rất là có nhiều công dụng chữa sỏi thận, bàng quang, sỏi tiết niệu, đặc biệt là chữa huyết áp cao và chữa bệnh gút. Cô anh chị nào sử dụng thì có thể ủng hộ cho Tam Giác Mạch nhé.